Xin chào quý vị các bạn. Dung Audi ô tô của Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc Kia Rondo 7 chỗ gầm cao. Chiếc xe 7 chỗ ngồi gầm cao được sản xuất năm 2016 của hãng Kia. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 520 triệu đồng. 520 triệu đồng cho một chiếc Kia Rondo được sản xuất năm 2016. Xe 7 chỗ ngồi gầm cao, kiểu dáng rất là thanh lịch, trang nhã. Chỗ ngồi khoang rộng, lái rộng rãi, cũng như là ba hàng ghế thì đều được bố trí rất là hợp lý, rộng rãi thoải mái cho người sử dụng. Chiếc xe này là số tự động, động cơ 2.0, tiêu thụ nhiên liệu 9 đến 10 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Chỉ với 9 đến 10 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp, dành cho một chiếc Kia Rondo sản xuất năm 2016, số tự động, động cơ 2.0 và hiện nay đang được chào bán với giá là 520 triệu đồng tại Dung Audi ô tô của Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Quý vị xin vui lòng liên hệ trực tiếp số hotline 0855 966 966. Bây giờ mình sẽ quay đến phần nội thất, cũng như là đầu tiên thì bây giờ mình giới thiệu thêm với quý vị về các cái trang thiết bị cũng như cấu trúc bên ngoài đã. Xe được trang bị 4 phanh, 4 la răng đúc, la răng phay, 4 phanh ABS, la răng phay, 4 phanh ABS với cái kiểu đèn hậu rất là trang nhã, gạt mưa sau, rồi là đèn phanh bố trí rất đẹp, nó gần giống như quý vị có thể nhìn thấy là nó hơi giống cái form đít của chiếc Kia Sorento. Nó hơi na ná, đấy là cái mắt của mình nhìn là nó hơi na ná cái con Kia Cerato Sorento 7 chỗ, nó gần giống con Sorento 7 chỗ. Đấy là cái phần đằng sau. Thế còn về mặt ca lăng đằng trước và cái mặt cản trước và mặt ca lăng thì đây ạ. Xe được trang bị đèn bi xê liêng siêu sáng. Đèn gầm cũng như là cái đèn này thì tí nữa mình sẽ kiểm tra xem là nó có mắt liếc hay không. Khả năng chiếc này là sẽ là có mắt liếc rồi, bởi vì mình thấy nó rời thì khả năng là mắt liếc rồi. Đây ở đèn bi xê liêng siêu sáng, xinh nhan trên gương. Tiếp theo là về phần nội thất bên trong thì xe có được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện tự động, gương kính chỉnh điện và cụp điện tự động, vô lăng tích hợp bàn phím, có kết hợp gẩy số thể thao trên vô lăng, có gẩy số thể thao trên vô lăng, chìa khóa thì vẫn là chìa cơ, màn hình DVD, có màn hình DVD và camera lùi, điều hòa tự động hai vùng, chiếc xe này có hai vùng điều hòa tự động, và quan trọng nhất nó là động cơ eco, động cơ active eco, cho nên là đi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Vô lăng tích hợp bàn phím, có nút chỉnh chế độ nặng nhẹ của vô lăng, nó gần giống như con K3. Thì nó có cái chế độ là mình có thể chuyển, mình chỉnh, điều chỉnh mức độ nặng nhẹ của vô lăng tùy theo cái sở thích của mỗi người, tay lái của mỗi người. Vô lăng tích hợp bàn phím, gẩy số thể thao trên vô lăng. Đây là nút gẩy số thể thao trên vô lăng đây. Gẩy số thể thao trên vô lăng đây. Rồi. Màn hình camera lùi, điều hòa hai vùng tự động. Điều hòa hai vùng tự động thì nó sẽ đem lại cảm giác mát nhanh và mát sâu hơn cho những người ngồi ở hàng ghế đằng sau. Chiếc xe này trần nỉ còn rất đẹp. Chiếc xe năm 2016 thì chiếc xe này còn khá mới. Sản xuất năm 2016, khá mới. DOD của chiếc xe này mình kiểm tra luôn, DOD của chiếc xe này là bao nhiêu. Chiếc xe này hiện nay là đồng hồ DOD đang chỉ hiển thị là 5 vạn 3.
5,3 vạn xe sản xuất năm 2016, tức là hơn 2 năm rồi, 2 năm rưỡi rồi. 2 năm rưỡi và đi 5,3 vạn thì cũng là mức đi trung bình. Một năm đi khoảng độ tầm hơn 1,5 vạn tí. Ok, thế là chấp nhận được. Màn hình đấy, màn hình nguyên bản. Cái màn hình này thì nó gần giống như màn hình của con K3. Chiếc xe này thì theo cái mắt nhìn của mình thì nó là được kết hợp giữa con Sorento và con K3, thì nó ra chiếc xe này. Đó, quan trọng nhất là với động cơ Eco 2.0 thì chiếc xe này tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ mức tầm 9 lít thôi, mặc dù là số tự động nhé, 9 đến 10 lít thôi, mặc dù là số tự động nhé bạn nhé. Xe số tự động động cơ 2.0, đây là khi mà mở khoang cốp lên thì quý vị sẽ nhìn thấy đây, xe 7 chỗ ngồi. Và khi nào mà mình ở 7 chỗ đấy, 7 chỗ thì mình có thể gập càng ghế sau cùng, mình có thể gập lên gập xuống, thì cũng như phổ thông những cái xe, chiếc xe khác, khi mình không có nhu cầu ngồi thì mình có thể gập xuống bằng một thao tác rất là đơn giản, là rút cái dây kia và nó sẽ cho mình một cái khoang cốp để chở đồ rất là rộng như thế này. Chiếc xe này thì và mình sẽ quay kỹ hơn về các cái lỗi của chiếc xe. Thì bây giờ mình sẽ quay vào khoang máy, xong rồi mình sẽ đi đến các cái chi tiết. Chiếc xe này là keo chỉ zin. Đây là mình nhìn, đây là keo chỉ zin. Rồi là cốp không đâm va gì cả, nguyên đinh tán cả hai bên. Đây là về khoang đít. Là sau đó thì mình sẽ đi tiếp về các cái chỉ cánh. Đây, đây là táp ly. Rồi là chỉ cánh còn nguyên. Chỉ tiếp theo là chỉ cánh này cũng còn nguyên ạ. Xe còn rất đẹp, rất mới. Táp lô táp ly đẹp. Xe này thì có thể quý vị có thể làm dịch vụ cũng được, mà chạy gia đình cũng được. Xe gầm cao 5 cho 7 chỗ ngồi, chạy dịch vụ chỉ còn nguyên quý vị nhé. Keo chỉ còn nguyên, keo chỉ cột kèo nguyên. Đây ạ. Bây giờ mình sẽ đi vào khoang máy. Cái xe này thì quý vị có thể là vừa là đi gia đình, cũng có thể là làm dịch vụ. Mà chiếc xe này làm dịch vụ thì rất là nhàn, là nó là số tự động và nó không tiêu thụ quá nhiều nhiên liệu, tức là đến 9 đến 10 lít cũng ngang bằng một chiếc Innova. Innova 7 chỗ thì chiếc xe này cũng 7 chỗ, và Innova máy 2.0 thì chiếc xe này cũng máy 2.0. Nhưng chiếc xe này nó lại là động cơ Eco. Nó là động cơ Eco thì nó sẽ tiêu thụ ít nhiên liệu hơn. Nó là động cơ Eco thì nó sẽ tiêu thụ ít nhiên liệu hơn quý vị nhé. Đây là cái khoang máy của chiếc xe. Xe là kể cả đây cốp mà cái cabo đây, nắp cabo chỉ nguyên. Nắp cabo chỉ nguyên và nặng cabo nguyên chưa ra. Đồng thời là máy số. Đồng thời là bây giờ mình sẽ quay lên ụ giảm sóc còn nguyên. Hai ụ giảm sóc còn nguyên. Đây là keo của nhà máy còn nguyên. Đến đầu sắt xi. Đầu sắt xi còn nguyên quý vị nhé. Đây sắt xi còn nguyên. Tức là mình phải quay như thế để mình nói luôn với quý vị rằng là đây ở bên này còn nguyên hết. Để mình nói nhấn mạnh với quý vị rằng chiếc xe này là chiếc xe không lỗi, keo chỉ zin 100%. Máy chiếc xe này cũng zin. Các đầu ốc máy là còn zin hết. Đây quý vị có thể nhìn thấy đây. Các đầu ốc máy còn zin hết. Để mình nhấn mạnh thêm với quý vị, đây là cái ốc máy đây. Mình cái điều đó để gì? Để mình nhấn mạnh với quý vị rằng chiếc xe này là xe không lỗi, keo chỉ zin 100%, máy zin, chưa mở máy, không tai nạn, không ngập nước. Chiếc xe này là số tự động, động cơ 2.0, tiêu thụ nhiên liệu 9 lít đến 10 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp, 7 chỗ ngồi, số tự động, phù hợp với quý vị đi gia đình mà đông người, cũng như là quý vị làm dịch vụ thì mức tiêu thụ nhiên liệu nó là ok, 9 đến 10 lít bằng một chiếc Innova. Mà chiếc xe này thậm chí còn ít hơn, bởi vì nó có máy Eco rồi, thì nó thậm chí là đi còn tiết kiệm nhiên liệu hơn là chiếc Innova.
bởi vì nó là động cơ 2.0 nhưng mà là máy eco. Xe được trang bị cảm biến và camera lùi, vừa có cảm biến và vừa có camera lùi. Đây quý vị có thể nhìn thấy, đây là hàng cảm biến, 4 cảm biến sau và có cả camera lùi tích hợp, sẽ đem lại cho quý vị cái cảm giác lái an toàn hơn cũng như là cảnh báo an toàn hơn. 4 phanh ABS. Mình sẽ giới thiệu thêm và giới thiệu lại những cái tính năng của nó quý vị ạ. Đây là xe 4 phanh ABS la răng phay, có đèn sinh nhan, có đèn bi xê lông siêu sáng, gương kính chỉnh điện, cụp điện tự động, động cơ 2.0 AT máy eco, vô lăng tích hợp bàn phím, gẩy số thể thao trên vô lăng, có gẩy số thể thao trên vô lăng đây ạ. Đây là nút gẩy số thể thao trên vô lăng. Màn hình camera lùi, điều hòa hai vùng tự động, cả vùng đằng trước và đằng sau. Xe thì còn khá đẹp. Xe sản xuất năm 2016, hỗ trợ trả góp ngân hàng. Chiếc xe này hỗ trợ trả góp ngân hàng từ Hà Tĩnh trở ra và toàn khu vực miền Bắc. Quý vị liên hệ trực tiếp hotline 0855 966 966. Chiếc xe này mình nói lại luôn là Kia Rondo 7 chỗ gầm cao, 7 chỗ ngồi, động cơ 2.0 số tự động. Và hiện nay đang được chào bán với giá là 520 triệu đồng tại Dung Audi ô tô của Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Quý vị hãy vui lòng liên hệ trực tiếp số hotline 0855 966 966 để biết thêm thông tin. Và cũng như là trước khi quý vị đi xem xe thì hãy gọi cho hotline 0855 966 966 để biết xe đã bán hay chưa, tránh trường hợp quý vị đi mà mất công. Đi mà đến xe bán rồi thì sẽ rất mất công, mất việc của quý vị. Còn về toàn bộ kỹ thuật xe thì mình đã kiểm tra, xe keo chỉ zin 100%, không lỗi nhỏ. Máy số zin, ốc zin, không mở ốc. Quý vị có thể nhìn thấy đây, kể cả cabo hay là tất cả máy, ốc máy mình đã cho quý vị xem rồi, ốc cánh cửa. Rồi xe là cam kết là không tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ zin 100%, không lỗi nhỏ. Máy số zin. Bây giờ mình sẽ chạy thử để mình cả nói cái cảm nhận về cái cảm giác lái của chiếc xe này. Chiếc xe này thì rất là phù hợp cho quý vị mà nhà có đông người, hay di chuyển đi xa, ví dụ về quê nhà có đông người, hay về quê, về quán, hoặc là quý vị vừa đi gia đình, hoặc là quý vị làm có nhu cầu làm dịch vụ thì cũng đều ok. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái cảm giác lái. Chiếc xe này nó có chế độ điều chỉnh vô lăng nặng nhẹ theo sở thích của từng người. Thế còn bây giờ mình bắt đầu khi nổ máy thì khá là êm. Khi nổ máy thì khá là ok. Đè một phát ăn ngay và máy nổ rất là êm. Không có giật, lắc giật gì cả. Thì bây giờ mình sẽ đi, mình chạy thử cho quý vị. Máy nổ êm nhé quý vị nhé. Điều hòa mát, mình sẽ bật điều hòa auto luôn. Điều hòa rất là mát, mình cho bé điều hòa đi để nó tránh ảnh hưởng cái tiếng vào màn hình. Lái nhẹ, gầm bệ thì mình cảm thấy là ok, gầm bệ có vẻ là chắc chắn. Bây giờ mình để đề ba lên xem nào. Ok, xe rất là vút nhé quý vị nhé. Xe rất là vút ạ. Lái nhẹ, gầm bệ chắc chắn, mình ôm cua này. Ok, cua ngọt ngào, ôm cua rất ngọt luôn. Bây giờ mình sẽ đi qua gờ giảm tốc để xem là cái gầm nó có chắc hay không. Ok, chỉ có tiếng lốp thôi quý vị nhé, chỉ có tiếng lốp thôi ạ. Vậy là chiếc xe này với giá là 520 triệu đồng, xe sản xuất năm 2016 thì khá là ok ạ.
Đấy, chỉ có tiếng lốp thôi quý vị nhé. Thì hiện nay chiếc xe này được chào bán với giá là 520 triệu đồng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Dũng Audi hotline 0855 966 966 để biết thêm về thông tin kỹ thuật của xe. Động cơ eco đã kích hoạt. Nó khi nào nó hiện động cơ, tức là máy đang ở chế độ rất là tiết kiệm nhiên liệu. Xe không lỗi nhỏ. Vâng, xin cảm ơn, kính chào quý vị và khách hàng. Dũng Audi ô tô cố Hải Dương xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng luôn luôn đồng hành tin tưởng Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Quý vị nào chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình live stream trực tiếp báo giá, cũng như là mỗi lần mình up video clip giới thiệu từng một chiếc xe một. Cảm ơn quý khách hàng, xin chào và hẹn gặp lại.